Ở phần trước, Chris đã tự khẳng định được tên tuổi trong làng quyền Anh thế giới. Các đối thủ cũng vì thế mà không ngừng thi nhau tìm đến. Nhưng có một tên mà khiến cho Chris không thể nào không đấu với hắn. Anh ta là con trai của người đã giết cha anh. Chính những duyên nợ này dẫn hai người đến một cuộc đấu tử chiến, mà đối thủ lại nổi tiếng với sự ra tay độc ác, chỉ với một cú đấm đã tiễn đối thủ về với thế giới bên kia. Vậy làm sao Chris chiến thắng được hắn ta để trả thù cho người cha quá cố? Hãy cùng vua phim xem đến cuối bộ phim cực hay này nhé! Sau trận thua với nhà đương kim vô địch, Chris đã nhận được sự công nhận của mọi người. Đó cũng là một bàn đạp tốt cho anh. Từ đó Chris đã có thêm tổng cộng 6 chiến thắng knockout, để khi này anh lại bước vào cuộc đấu để giành đai vô địch quyền Anh hạng nặng. Đối thủ của anh là Danny, người đang cầm đai vô địch hạng nặng thế giới. Đúng là nhà vô địch, anh ta rất mạnh, cú đấm như búa bổ làm Chris lạng trạng. Tuy vậy thì để đánh bại được anh thì vẫn chưa đủ. Chris bắt đầu phản công dồn dập, làm cho Danny rơi vào thế bị động không thể phòng thủ. Cuối cùng Chris tung ra một cú chốt hạ, Danny không thể làm gì hơn ngoài việc nằm sàn. Cùng những tiếng đếm của trọng tài là sự phấn khích của Chris, nhà đương kim vô địch đã không thể thi đấu tiếp sau 10 giây đếm ngược đó. Như vậy quyền Anh thế giới đã có nhà vô địch mới, nó gọi tên Chris, người sinh ra để đánh bại mọi đối thủ. Chuyện vui cũng chưa kết thúc với nhà vô địch, khi tối hôm đó anh đã mạnh dạn cầu hôn bạn gái Taylor. Nhận được màn cầu hôn vô cùng bất ngờ, cô cũng không giấu được niềm vui. Thế là Chris đã làm hai nhà vô địch trong cùng một ngày, nhưng điều đó cũng sẽ tạo cho anh một áp lực không nhỏ trong những chặng đường sắp tới. Khi ở một nơi khác xa xôi, một võ sĩ nghiệp dư người Nga cũng đang điên cuồng tập luyện. Hắn ta tên là Victor Drago, con trai của Ivan Drago, người mà đã đánh chết cha của Chris năm xưa trên võ đài, và sau đó bị Rocky đánh bại và lấy đi tất cả mọi thứ. Khi này hắn chẳng còn gì ngoài cậu con trai Victor, để trả thù Ivan đã chỉ bảo và huấn luyện thằng con đi theo con đường của mình. Những trận đấu của Victor rất chi là nhạt nhẽo, vì hắn chưa bao giờ để đối thủ đứng quá trên sàn đấu 4 hiệp, chiến thắng đối với hắn là lẽ tất nhiên. Và bây giờ hai cha con nhà Drago muốn phục thù, hai người đến Mỹ trên con đường lấy lại những gì đã mất. Khi nhìn thấy tượng của Rocky thì Ivan không thể nào quên được mối hận xưa, ông ta ngay lập tức đến tìm Rocky và gửi một lời thách đấu đến ông. Nhưng Rocky biết rằng những tên người Nga này nguy hiểm như thế nào, vì vậy ông đã từ chối lời thách đấu của hắn. Ông không được để Chris đi vào vết xe đổ của người cha. Tuy vậy thì trên TV lúc này Victor đã gửi một lời thách đấu trực tiếp đến Chris. Anh và vợ cũng thấy được tin tức này trên TV, đã thế hắn ta còn khơi lại quá khứ đau lòng khi cha của Chris bị đánh chết năm xưa. Chính điều này đã kích động sự hận thù trong Chris, anh muốn báo thù cho người cha đã chết. Nhưng đúng lúc này Taylor đã ngăn cản anh, vì cô biết đây chỉ là kế khích tướng để cho Chris chấp nhận lời thách đấu. Tuy vậy thì Chris vẫn rất khó chịu khi được kẻ thù giết cha gửi lời thách đấu. Sau khi trở về xem lại trận đấu của cha năm xưa thì tâm trạng anh lại nặng trĩu. Tối hôm đó anh đến tìm ông chú già và bảo với ông anh sẽ chấp nhận lời thách đấu. Rocky lại cho rằng đấy không phải là một quyết định đúng, vì trước đây bố của Chris đã chết trên tay ông. Ông không muốn phải đối diện với thảm kịch đó một lần nữa. Cũng chính sự bất đồng quan điểm này làm hai người xảy ra một cuộc cãi vã. Khi Chris nhất định sẽ tham gia trận đấu, còn Rocky sẽ không làm huấn luyện viên nữa nếu như Chris đánh trận đó. Mà sau đó lại có một chuyện bất ngờ đến với Chris, Taylor đã mang bầu đứa con của anh. Như vậy anh lại có thêm một nỗi lo, cũng giống như lúc anh đang trong bụng mẹ, bố anh cũng bước vào một trận đấu quan trọng và ra đi mãi mãi. Chris nói chuyện này với mẹ, nhưng bà đã thản nhiên đồng ý cho anh thi đấu. Cho dù bà biết Chris cũng không có được sự ủng hộ của Rocky, bà cho rằng đứa con này đã lớn đủ để suy nghĩ quyết định, một người mẹ như bà không có quyền ngăn cản, điều đó lại càng khiến Chris cảm thấy khó chịu. Nhưng với sự tự tin của một nhà vô địch thì quyết định đưa ra sẽ phải được thực hiện. Anh đến tìm một huấn luyện viên là đồng nghiệp với Rocky, Chris nhờ anh giúp đỡ. Bọn họ rất nhanh bắt tay vào luyện tập chuẩn bị cho trận đấu. Victor ở bên khác cũng đang điên cuồng tập luyện. Không lâu sau thì trận đấu được diễn ra. Đây là một trận đấu rất được mong chờ đối với khán giả. Với một hình thể vượt trội, Dragon rất tự tin cho trận đấu này. Cho dù hắn có phải đấu trên sân của Chris, còn nhà vô địch thì vẫn với phong thái tự tin. Sự xuất hiện của anh làm cho khán giả cổ vũ không ngớt. Ở một nơi khác thì Rocky cũng xem trận đấu qua TV, đáng nhẽ nơi mà ông đang đứng phải là bên dưới sàn đấu, còn lúc này trận đấu cũng đã được bắt đầu, với ưu thế về thể hình làm Victor dễ dàng chống đỡ các đòn đánh, mà khi hắn phản công thì đã làm cho Chris phải lùi về sau. Quả nhiên đây là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ. Chris liên tiếp bị tấn công vào sườn, làm anh gần như đứng bất động chịu đòn. Rất nhanh Chris đã bị Victor dồn vào góc sàn, hắn liên tiếp tung ra những đòn đánh cực mạnh, dường như Chris đã đứng im chịu trận. Cũng rất may tiếng chuông hết hiệp đã vang lên, kết thúc hiệp 1, làm cho mọi người yêu quý Chris đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đối thủ đã chơi trên cơ hoàn toàn so với nhà vô địch. Bước vào hiệp đấu thứ hai, Victor tung ra một loạt những cú đấm móc nguy hiểm, Chris cũng vì thế mà bị ép vào góc sàn, anh bị đối thủ tấn công mà không sao chống đỡ được. Lúc này Chris chẳng khác nào một bao cát cho Victor tập đấm, những cú đấm của hắn ta quá mạnh làm cho anh không thể nào đứng vững, anh phải rất cố gắng mới có thể đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy thì đối thủ lại tung ra một cú móc trực tiếp vào sườn.
Dường như sau đòn tấn công đó xương sườn Creed đã bị gãy, làm cho anh đau đớn quằn quại dưới sàn đấu. Tuy vậy thì nó vẫn không thể đánh bại được ý chí của nhà vô địch. Hết hiệp 2, Creed gần như không còn khả năng thi đấu nữa. Huấn luyện viên định báo dừng trận đấu nhưng đã bị Creed ngăn lại. Rocky xem TV mà cũng không khỏi lo lắng. Khi tiến vào hiệp 3 thì tình hình lại càng trở nên xấu hơn. Lại tiếp tục một cú đấm cực mạnh vào sườn, thấy tình hình không ổn, trọng tài yêu cầu dừng trận đấu, nhưng Victor đã chơi bấn đấm thêm một cú cực mạnh. Sau cú đánh, Creed đã bất tỉnh nằm dài trên sàn, dường như thảm kịch lại một lần nữa lặp lại. Không ai có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy cảnh này. Khi anh được đưa đến bệnh viện thì rất may đã giữ lại được mạng sống. Bác sĩ bảo anh đã bị gãy xương sườn, vỡ thận và chấn động não. Tuy vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi mọi thứ sẽ ổn. Huấn luyện viên sau đó thông báo, bởi vì Victor đã phạm luật nên đai vô địch vẫn ở lại với Creed. Tuy vậy thì ai cũng hiểu trận đấu đó Creed đã thất bại thảm hại. Đây có lẽ là một bước lùi trong sự nghiệp của anh. Điều đó đẩy anh vào khủng hoảng tinh thần. Lúc này với anh chẳng còn thứ gì ý nghĩa nữa, anh tự cô lập mình với mọi thứ xung quanh. Còn Victor lại trở nên cực kỳ nổi tiếng sau trận đánh với Creed. Hai cha con hắn được chào đón trở lại nước Nga, mà sau mỗi trận đấu thì hắn ta lại gửi một lời thách đấu với nam chính. Mỗi lần như thế tâm trạng Creed lại xấu đi. Đến một ngày, Rocky bất ngờ xuất hiện trong nhà Creed. Ông lo cho cậu học trò, vì thế muốn giúp cậu thoát khỏi bóng đen tâm trạng đó. Đúng lúc này Creed nhận được một cuộc điện thoại, Taylor đã sắp sinh đứa con của anh ở bệnh viện, sắp được làm cha. Creed dường như đã chút bỏ được gánh nặng. Tuy anh mất đi một trận đấu nhưng lại nhận được một món quà vô giá từ Thượng Đế, và cũng phải đến bây giờ anh mới nhận ra, mục đích chiến đấu từ bây giờ trở đi của anh là gia đình. Creed đến tìm Rocky và xin ông tiếp tục huấn luyện cho mình. Thấy được quyết tâm của cậu học trò, ông cũng không muốn để anh rơi vào nguy hiểm thêm một lần nữa. Rocky quyết định sẽ cùng nhau sát cánh với Creed trong trận tái đấu này. Sau đó ông đưa Creed đến một sa mạc, ở đây là nơi luyện tập của những võ sĩ muốn làm lại từ đầu. Những giáo án vô cùng khắc nghiệt đã được chuẩn bị cho Creed. Rocky bắt học trò phải lấy búa tạ đập đất để luyện tập sức mạnh đôi tay. Tiếp theo là chạy bộ trên sa mạc, rồi lấy bóng cao su đánh liên tục vào bụng để luyện độ chịu đòn. Bài tập đó làm cậu không thể thở nổi. Tiếp theo là đứng trong lốp ô tô để đánh cận chiến với đối thủ. Nó sẽ tạo cho Creed khả năng đánh cận chiến. Cùng với sự quyết tâm, Creed ngày càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh những bài tập này đã không thể nào làm khó được Creed nữa. Dường như sức mạnh của anh đã khác xưa rất nhiều. Không lâu sau thì ngày quyết đấu cũng đến. Trận tái đấu này được tổ chức trên nước Nga, sân nhà của Victor. Thi đấu ở sân nhà hắn có lợi thế không nhỏ với trọng tài. Nếu muốn thắng, bọn họ phải giải quyết trận đấu này bằng một trận đấu knockout. Nhưng Victor sẽ không để cho Creed làm việc đó dễ dàng. Đây có lẽ sẽ là một trận tử chiến giữa hai người. Một cuộc đấu có quá nhiều duyên nợ. Tiếng chuông vang lên, cả hai võ sĩ bắt đầu cuộc chiến. Ở lần tái đấu này, Creed đã có được sự linh hoạt hơn. Anh liên tục tránh được những đòn tấn công của đối thủ và trả lại hắn bằng một loạt đòn đánh vào mặt. Tuy vậy thì cũng không làm tổn thương được Victor. Rồi hắn phản đòn dồn Creed vào góc sàn, nhưng tất cả đòn đánh của hắn đều bị anh tránh được. Sau đó trả đòn bằng một móc trái siêu mạnh, cả hai sau đó chơi ăn miếng trả miếng. Cũng đúng lúc này tiếng chuông hết hiệp vang lên. Sau hiệp 1, Victor vô cùng bất ngờ với lần trở lại này của Creed. Anh cứ như một người khác vậy. Cùng với lời động viên của Rocky, Creed tràn đầy sự tự tin ở hiệp tiếp theo. Khi hiệp 2 mới bắt đầu thì đối thủ đã điên cuồng tấn công. Hắn rất nóng lòng để giải quyết trận đấu này. Nhưng Creed cũng không phải dạng vừa, anh không còn đứng im chịu trận như lần đấu trước. Tuy vậy với sự điên cuồng của đối thủ thì Creed vẫn không thể nào phòng thủ hết được. Anh bị ăn một cú đấm trực diện, phải mất vài giây Creed mới có thể hồi phục lại được. Nhưng vừa đứng dậy thì lại bị ăn hai cú đánh mạnh vãi nổi. Đó cũng là đòn đánh cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Mọi người đều hiểu hiệp đấu vừa rồi Victor đã trên cơ hoàn toàn Creed. Lúc này Rocky lại nhắc nhở hãy áp dụng những bài tập áp sát hắn và tung ra những cú phản đòn chất lượng. Quả nhiên đầu hiệp 3 Creed đã áp sát và tấn công liên tục, một cú móc tuyệt đẹp làm cho Victor méo cả mồm. Đến hiệp 4 là sự đáp trả của đối thủ, những đòn đánh quá mạnh mẽ đã làm Creed trực tiếp nằm sàn lần 2. Tuy vậy thì nam chính vẫn không hề bỏ cuộc. Rocky không ngừng nhắc nhở anh phải bình tĩnh, tìm ra sơ hở và nắm lấy cơ hội. Làm theo lời dặn, Creed dồn được hắn ta vào góc mà tấn công như vũ bão. Sau một hồi ăn đòn thì mắt Victor cuối cùng cũng phải chảy máu. Tiếp theo là hai đòn chí mạng vào mặt của hắn, nhưng điều đó đã làm Victor cay cú. Anh ta lại giở trò chơi bẩn, khóa tay đấm trực diện vào sườn Creed. Những cái xương sườn đã bị gãy sau cú chơi xấu đó, làm cho mọi người vô cùng căm phẫn, còn Creed thì tỏ ra vô cùng đau đớn. Lúc này Rocky đã hỏi cháu có muốn dừng trận đấu không? Không một lời do dự, Creed vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng. Ở trận đấu tiếp theo này, Victor sẽ cố để kết thúc trận đấu. Đây đã là hiệp đấu thứ 10, với lợi thế Victor liên tiếp đánh vào xương sườn gãy của Creed. Cộng với một cú móc trái thẳng vào mặt đã làm Creed nằm sàn ngay lập tức. Cơn đau khủng khiếp làm cho anh không thể nào đứng dậy. Cùng với sự khích lệ của mọi người, con quái vật trong Creed dường như đã thức tỉnh. Anh nén cơn đau và từ từ đứng dậy. Lúc này anh chỉ có thể thi đấu bằng một tay, nhưng đó là những bài học anh đã được nếm trải khi tập trên sa mạc. Một kết hợp với cú móc sở trường, anh đã cho đối thủ lần đầu tiên được nằm sàn. Đây có lẽ là bước ngoặt của trận đấu. Tuy vậy hắn ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Lúc này Victor đang bỏ xa về điểm số, hắn chỉ cần đứng vững là sẽ vô địch. Nhưng Creed không
cho chuyện đó xảy ra bằng những đòn tấn công mạnh không tưởng đã trực tiếp khiến hắn ta nằm sàn lần hai. Chỉ còn chút sức lực cuối cùng thì hắn ta vẫn ngoan cố đứng dậy làm gì để rồi lại bị ăn đấm. Lúc này Victor lại trở thành bao cát cho Chris tập đấm, thấy con trai gặp nguy hiểm Ivan đã ném khăn trắng xin hàng ngay sau đó. Như vậy bằng ý chí và lòng quyết tâm Chris đã thành công bảo vệ được đai vô địch, hơn thế nữa là anh đã báo thù được cho người cha đã chết. Không có gì tuyệt vời hơn khi chiến thắng một cuộc chiến trên sân đối thủ, một trận thắng quá thuyết phục đã làm cho người Nga phải đứng dậy vỗ tay cho võ sĩ người Mỹ. Cuộc chiến đã kết thúc cũng đến lúc phải trở về nhà, anh đến trước mộ người cha nói với ông rằng con đã làm được và còn cho ông xem người cháu nội và cô con dâu xinh đẹp. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!